vui được gặp lại bà con và quý khán giả đến với chương trình Cùng Nông Dân Ra Đồng do Đài Phát Thanh Truyền hình Đồng Nai phối hợp với Tập đoàn Lộc Trời thực hiện. Thưa quý vị, dù có giá khá hấp dẫn và được phát triển khá mạnh, song cây sầu riêng vốn là cây không dễ tính bởi phải luôn đối mặt với nhiều tình huống bất lợi trong sản xuất. Và vì vậy, không ít nhà vườn phải trăn trở khi xác định các biện pháp canh tác thích hợp. Cùng chia sẻ với các băn khoăn này, công ty cổ phần tập đoàn Lộc Trời đã xây dựng nhiều mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ nhằm chuyển giao các giải pháp kỹ thuật cần thiết. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu một số kết quả từ các mô hình được triển khai 2 năm qua tại huyện Đà Hoai, tỉnh Lâm Đồng. Dù phải chịu nhiều thử thách của thời tiết và dù cho giá cả có những biến động khó lường, song cây sầu riêng vẫn được nhiều nhà nông xem là một trong số ít cây ăn trái hấp dẫn nhất hiện nay. Và vì vậy, người trồng sầu riêng khắp nơi không ngừng tìm kiếm những giải pháp nhằm gia tăng năng suất chất lượng vườn cây của mình. Cũng vì thế, trong những năm qua, nhiều đơn vị và doanh nghiệp liên quan đưa ra những khuyến cáo về việc chăm sóc và phòng tránh sâu bệnh cho cây sầu riêng. Trong đó, với tập đoàn Lộc Trời, theo hướng đi của mình, đã đẩy mạnh việc chuyển giao các biện pháp hữu cơ và hữu cơ sinh học cho các vùng chuyên canh sầu riêng. Cây sầu riêng nó là một trong những cái cây mà đòi hỏi cái chất lượng nó phải ngon. Vì vậy là hiện nay cái hướng hữu cơ rất là quan trọng. Do đó hiện nay trong cái giai đoạn hiện nay là nếu bà con chúng ta sử dụng các loại mà sản phẩm mà hữu cơ thì vậy nó giúp cho cây trồng nó thứ nhất là tăng cường cái sức khỏe và nó hạn chế được các cái dịch bệnh. Nếu mà con chúng ta sử dụng tiếp tục thâm canh mà cao, nếu mà chúng ta sử dụng các cái loại phân hóa học thì vậy trong tương lai thì nó do đó dịch bệnh nó tăng. Để công tác chuyển giao có tính thuyết phục cao, tại một trong những vùng chuyên canh sầu riêng ở huyện Đà Hoai, tỉnh Lâm Đồng, tập đoàn Lộc Trời đã xây dựng một số mô hình sử dụng quy trình canh tác chuyên biệt do đơn vị xây dựng, chủ yếu sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc hữu cơ và hữu cơ sinh học để cung cấp dinh dưỡng một cách hợp lý nhất theo từng giai đoạn cũng như đối phó bệnh xì mủ trên cây sầu riêng. Thì trong mô hình này chúng tôi áp dụng là chủ yếu là những cái biện pháp theo cái hướng hữu cơ sinh học. Vì nó cái hướng này đó là một hướng rất bền vững, nó không chỉ đem lại cái năng suất cao cho cái vườn sầu riêng mà nó còn đem lại cái hiệu quả lâu dài, đặc biệt là về chất lượng. Và khi mà chúng tôi áp dụng những biện pháp như từ cái việc mà bón phân rồi phun thuốc bảo vệ thực vật theo cái hướng hữu cơ sinh học thì vườn sầu riêng đậu trái rất là đẹp. Với sự chuyển giao từ lực lượng cán bộ kỹ thuật của chương trình Cùng Nông Dân Ra Đồng, các mô hình này đã đạt được những kết quả đáng kể. Đặc biệt, trong vụ sầu riêng 2018-2019 hiện nay, khi thời tiết có nhiều diễn biến bất thường. Trong thời gian vừa qua, những cái mô hình mà bên công ty đã xử lý ra hoa, thì do quá trình chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ về cái dinh dưỡng cho cây sầu riêng, đầy đủ cái sức khỏe để ra hoa. Và bên cạnh đó, chúng ta chọn thời điểm để thúc đẩy cây ra hoa nó nhanh hơn so với cái điều kiện bất lợi của thời tiết. Ví dụ như những cái mô hình ta chủ động cho phun kích ra hoa bằng cái bơm lúa và Hebron, rồi sau đó chúng ta chủ động tưới nước thì nó ra hoa rất là đạt. Rồi tuy nhiên có những một số vườn của bà con do mình còn chần chừ, mình để cái thời tiết bất lợi là mưa xuống thì quá trình ra hoa nó bị gián đoạn đi, làm cho kết quả chúng ta nó không thành công. Khán giả chúng ta đều biết rằng sầu riêng là cây trồng có nhu cầu rất cao, có dinh dưỡng đa, trung và vi lượng. Theo từng giai đoạn sinh trưởng phát triển, nhu cầu này sẽ khác nhau. Cùng với phân bón vô cơ, các nhà chuyên môn đã xác định rằng phân hữu cơ có vai trò không thể thiếu. Với cây sầu riêng, các giai đoạn quan trọng trong quá trình sinh trưởng là sau thu hoạch nhằm phục hồi vườn cây, tạo cây khỏe và từ đó sẽ hỗ trợ cây sớm cho trái. Bà con ta sau thu hoạch thì cái phân hữu cơ, nếu mà con chúng ta đáp ứng được liền, tức là bà con chúng ta cung cấp thì vậy là cái khả năng tạo cành nhánh mới nó rất là nhanh. Còn nếu mà con chúng ta tiếp tục bón phân hóa học thì vậy cái khả năng nó tái tạo cái bộ rễ nó phục hồi nó chậm. Do đó là cái khả năng để bà con chúng ta cho trái sớm nó không đạt yêu cầu. Thì bà con chúng ta thấy là muốn mục tiêu là cho trái sớm hơn một tháng. Vậy là để làm sao nó không phục hồi. Chỉ có những cái loại phân hữu cơ tinh chất mới giúp cho góp phần cho cái cây nó phục hồi sau cái thu hoạch và nó mang cái bộ lá đầy đủ và sau đó chúng ta có thể cho trái sớm hơn một tháng. Trong điều kiện canh tác bình thường, chúng ta cũng cần biết rằng cho dù nền tảng của các chất dinh dưỡng cho cây trồng chủ yếu đến từ các loại phân bón gốc, thế nhưng với phân bón qua lá, ngoài việc cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng lại có những mặt tích cực khác. Hiện nay có một số cái
dạng mà vi lượng đó, nó không dễ dàng di chuyển từ dưới đất lên cây. Ví dụ như dạng trung lượng như là canxi chẳng hạn, thì việc vận chuyển mà cung cấp rau dại có trái rất là khó khăn. Vì vậy mà việc sử dụng phân bón lá là nó sẽ cung cấp kịp thời, tại vì từ lá đưa vào trái rất là nhanh. Ngoài ra thì ở trong một số trường hợp đặc biệt thì việc can thiệp bằng phân bón lá là một giải pháp để giúp cái cây trồng nó phục hồi hoặc là nó giải quyết một số vấn đề. Tôi nói ví dụ như là nó bị thiếu kali, nó gây ra hiện tượng như là cháy lá hoặc là nó gây hiện tượng là cái đọt non nó phát triển đó. Thì việc sử dụng cái kali mà không trực tiếp ở dưới cái dạng như là dạng hữu cơ á, thì nó sẽ giúp cho việc cung cấp kịp thời và khắc phục những tình trạng như là cái bị nông dân hay gọi là đi đọt đó. Và đồng thời có những cái chất điều hòa sinh trưởng, đặc biệt là những loại chất điều hòa sinh trưởng mà lấy từ thiên nhiên á, nó sẽ góp phần để hỗ trợ cây trồng ở những trường hợp như mà bị khô trái, bị rụng trái vân vân. Thật ra bón phân qua lá đã xuất hiện từ rất lâu và ban đầu chủ yếu là các dạng phân NPK nhằm cung cấp dinh dưỡng nhanh nhất cho cây trồng. Sử dụng phân bón lá NPK thường phải phun với lượng rất thấp và phun nhiều lần. Với phân bón lá dạng hữu cơ lại có lợi thế hơn là có thể bón được với lượng lớn hơn mà cây sẽ không bị sốc và được hấp thu dần. Giải pháp là sử dụng cái phân bón lá ở cái dạng hữu cơ thì nó có một cái lợi thế là người ta có thể đưa vào cái lượng tương đối nó lớn hơn. Cái hạn như hai boron chẳng hạn, là bo chúng ta biết rồi là chúng ta phải bón ở một cái lượng nhất định, vì khi mà bón nhiều thì cây cũng bị hư, mà bón ít thì không đáp ứng được. Thì cái giải pháp mà sử dụng phân bón lá như dạng bo ở dạng hữu cơ nó sẽ giúp cho việc hấp thu vào rất là dễ dàng, đồng thời nó rất an toàn. Bởi vì khi mà những nguyên tố này đi kèm theo những cái gốc vận chuyển như là acetamin hoặc là axit humic đó, thì nó sẽ không gây hiện tượng bị sốc cháy lá, và đồng thời nó việc vận chuyển thì nó sẽ tốt hơn. Theo khuyến cáo của Lộc Trời, nhiều nhà vườn ở huyện Đạ Hoai đã có kết quả tốt từ hai mùa sầu riêng qua. Theo như tôi thì năm nay có tập đoàn Lộc Trời do kỹ sư An đó để trực tiếp hướng dẫn các loại thuốc như là Triplomax rồi Silimax rồi hai bơ rong rồi kết hợp với giải phân, thì năm nay tôi làm thấy nó đạt hơn năm rồi nhiều, trái trăng nó nhiều hơn, cây xanh tốt hơn, xanh đen hơn. Thì nói chung từ khi mà có duyên mà gặp cái tập đoàn Lộc Trời đó, đưa kỹ sư về rồi chúng tôi cũng làm theo sự hướng dẫn bên kỹ sư. Từ cái lúc mà làm bông xả nhị á, trước là mắc cua thì tôi có xịt các loại thuốc mà bên kỹ sư là chuyển giao bên công nghệ kỹ thuật á, như là boom lower cộng với herberon. Nó sau đó 15 hơn 10 ngày sau thì tôi tiếp tục tôi bơm loại chích bumat với là herberon. À, thì nói chung là cũng làm theo sự hướng dẫn của bên tập đoàn. Nói chung là cái kết quả là năm nay nó cũng đạt khả quan là đáng kể. Do đặc thù của cây sầu riêng là phải luôn đối mặt với các loại bệnh nguy hiểm, nên trong quy trình của mình, ngoài khuyến cáo về dinh dưỡng để cây sớm phục hồi sau mùa cho trái, tập đoàn Lộc Trời còn giúp cho nhà nông quản lý được các loại dịch bệnh nguy hiểm. Thưa quý vị, các giải pháp kỹ thuật được triển khai bao gồm từ dinh dưỡng đến bảo vệ thực vật, có giải pháp còn rất mới, có thể chưa từng được sử dụng ở một vài tỉnh vùng Đông Nam Bộ. Thế nhưng với những người trực tiếp trong mô hình ở huyện Đạ Hoai, cảm nhận của họ như thế nào? Ông Nguyễn Văn Tám là một nhà vườn ở xã Phước Lộc, huyện Đạ Hoai, Lâm Đồng. Có 6 hectare sầu riêng trong độ tuổi cho thu hoạch, song mấy năm gần đây ông đều trăn trở khi vườn cây không phát triển, thường bị dịch bệnh tấn công. Khoảng cuối tháng 10 năm 2018 vừa qua, qua một hội thảo của tập đoàn Lộc Trời, ông đã làm theo. Thì khi là các kỹ sư phân tích cái một số loại thuốc để mà khống chế được cái bệnh xì mũ thì bắt đầu tôi về tôi thực hiện. Cách thực hiện là tôi đã đi mua của công ty Lộc Trời là 3 loại thuốc. Cái loại thứ nhất là Insuran, cái loại thứ hai là Anbom, cái loại thứ ba là Finito đó. Thì 3 loại này phối hợp lại để mà quét vào thân, quét vào ngay cái vết bị xì mũ đó. Đó thì tôi làm liên tục được 3 lần như vậy, tức là cách 3 ngày xịt một lần, cách 3 ngày xịt một lần. Thì tôi xịt được một lần đầu thì qua ngày thứ hai là tôi thấy nó có gọi là mình thấy nó có đã chuyển động. Đó là bắt đầu tôi xịt thêm liên tục 2 lần nữa là tôi thấy nó khô đi.
thì bắt đầu kỹ sư xuống kiểm tra thì rõ ràng là nó khô được hết cỡ là 80%. Thì bắt đầu là kỹ sư mới chỉ cho tôi là cộng thêm cái thuốc mà trị nấm bệnh của tin super đó là cộng vào nữa là tôi xịt thêm một lần nữa, thì hôm nay là hình như là vườn của tôi đã hết bệnh 95%. Đây là niềm vui không nhỏ của gia đình ông Tám, bởi mấy năm qua vườn của ông đã chết hết khoảng 90 cây. Khi vườn sầu riêng hết bệnh và bước vào thời kỳ chuẩn bị ra hoa, thấy cây còn yếu, ông áp dụng tiếp quy trình chăm sóc do Lộc Trời khuyến cáo. Cách đây độ cỡ 2 tuần thì tôi đã thấy cái cây mình nó vừa ra hoa đó, mà nó cũng vừa 4 đọt. Mà cái bộ rễ của mình nó cũng còn yếu, cái lá của mình yếu tại nó mới phục hồi thôi. Thì thay vì hồi xưa mình không biết mình dục phân hóa học vô ha, dục phân hóa học bắt đầu chết. Nhưng mà năm nay thì cũng nhờ kỹ sư là tuyệt đối là không dục hóa học. Thì có là hướng dẫn cho tôi tưới cái Rotwell đó. Rotwell là càng hay nữa, Rotwell là tưới nay được 2 tuần, bữa nay là rễ nó búng lên như giá. Đó, rễ cây cũng cây sầu riêng, những cây bệnh chúng tôi kiểm tra những cây bệnh đó là bây giờ là rễ nó búng lên như giá, là đọt bắt đầu nhú ra, bông bắt đầu ra. Còn với ông Trần Đình Phước ở thị trấn Đầm Ri, huyện Đạ Hoai, là một trong những người đã theo quy trình của Lộc Trời suốt 2 vụ sầu riêng, đã đánh giá được kết quả của mình để quản lý bệnh hại cũng như tăng cường dinh dưỡng cho cây. Tôi đã theo cái tập đoàn Lộc Trời á, thì có kỹ sư thì cũng có hướng dẫn. Thì sau khi thu hoạch đó thì bắt đầu cho đến nay á, thì nói chung là bón phân thì bón lựa 9/30/99. Là sau đó là cộng với tứ trico đặc ma với rút queo rồi qua được hơi thì tứ là sẽ là VS80 với rút queo nữa. Nói chung thì cây thì nó đúng ra thì năm nay do cái thời tiết nó mưa gió nó không được thuận lợi như mỗi năm, nhà vườn nó đúng là cũng khó làm đó. Nhưng mà cũng có một phần đó là theo bên Lộc Trời thì nói chung là cây nó cũng tạm ổn. Sau những ngày nghỉ Tết truyền thống, khi mọi người đều trở lại với công việc thường ngày, thì giới cây sầu riêng lại bước vào giai đoạn phát triển mới. Riêng tại vùng Đông Nam Bộ, tùy theo khu vực sẽ có nhiều tình huống diễn ra, từ xả nhụy cho đến đậu trái. Lúc này nhà vườn cần phải làm gì? Thì trong giai đoạn sau Tết thì bà con cũng chú ý một cái số vấn đề. Thứ nhất là do cái ta chuyển qua cái mùa khô, điều kiện thiếu nước, nắng và cái khả năng sốc của cây rất là cao, thì làm cho cây sầu riêng của ta nó không có ổn định về sinh lý, nó rất là dễ bị rụng trái, cũng khó về đậu trái méo mó. Thì trong giai đoạn này bà con cũng chú ý là ta sử dụng cái chất điều hòa sinh trưởng chống sốc cho cây, đó là cái sản phẩm với Vitagym. Thì trong cái sản phẩm này con sẽ phun vào để giúp cho cây ta ổn định sinh lý của cây, giúp cho những điều kiện sốc thì nó không có ảnh hưởng nhiều đến cái giai đoạn nó rụng trái hoặc là nó đậu trái sau này. Với những vườn sầu riêng xử lý ra hoa sớm cho trái sớm, sau Tết Nguyên Đán sẽ bước vào thời kỳ dưỡng trái. Cần làm gì để những trái này đạt mẫu mã chất lượng cho đến ngày thu hoạch? Giai đoạn đầu là con ta cung cấp các cái dưỡng chất hầu hết qua bộ rễ. Vậy là những cái vườn nào mà cung cấp qua bộ rễ mà nó thật tốt, vậy bà con chúng ta giai đoạn này là chúng ta vai trò của hữu cơ rất là quan trọng. Một số hữu cơ trung vi lượng và các cái phân kháng. Sau khi trái hoàn sầu riêng mà nó đi vào cơm rồi thì cái vai trò của kali rất là quan trọng. Mà kali chúng ta muốn đáp ứng được giai đoạn đó thì chỉ có kali qua lá. Vậy chúng ta bà con vào giai đoạn này chúng bà con chúng ta phun 1 đến 2 lần. Vậy như vậy là giúp cho cái trái sầu riêng nó vừa đạt được cái độ chín và vừa cái chất lượng nó. Mùa vụ sẽ còn tiếp nối mùa vụ. Vụ sầu riêng hiện tại vẫn chưa phải là kết thúc bởi phải còn một thời gian ngắn nữa nhà vườn mới thu hoạch. Dù sao những ghi nhận qua 2 năm triển khai mô hình canh tác sầu riêng theo hướng hữu cơ bền vững cho thấy đây không phải là điều khó thực hiện và người nông dân ở các mô hình này đang chờ đón một mùa bội thu. Đến đây thì chương trình Cùng Nông Dân Ra Đồng của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai xin được phép khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.